Em rất là thắc mắc, hai mẹ con mình á thương nhau yêu nhau như vậy thì trao nhau những món quà gì, chị có nhớ không? Có, hầu như là chị chú trọng điều đó lắm, rất là chú trọng những ngày sinh nhật, ngày lễ. Và trong khi thường ngày chị đi du lịch ở nước ngoài, chị đi công tác, chị đi học, về là đều tặng quà cho mẹ. Đi đâu đó thì chị nhớ mẹ là trước tiên. Mẹ lo cho quá mà đúng không? Dạ đúng rồi, mẹ thương quá. Quà thôi, đủ thứ hết trơn, giày, dép, quần, áo, đủ thứ hết trơn. Mà cô có dữ ý không? Nhiều người á tặng để hoài không có xài luôn á cô. Không biết ý, xâm chặt vô phòng của cô hoài à? Dạ. Để coi để ý là mẹ thích cái gì, cái gì để mà mua. Dạ. Mà mẹ cũng ít có đồ nhiều lắm, nhưng mà đồ hàng hiệu. Đó rồi, vậy mua phải mua hàng hiệu hả chị? Hàng hiệu không? Trời ơi, dữ vậy ta. Chóng mặt luôn. Thôi rồi, đủ tiền luôn. Mua cái vỏ một lần làm 20-30 ngàn. Trời ơi. Ờ, đi nước ngoài mua vỏ 20-30 ngàn. Thì chị á, tại vì chị có công ty riêng. Ngày đầu chị về chị vừa học vừa làm. Ở chung mà cho làm riêng công ty, mở công ty làm riêng. Tôi ăn uống tiền của mẹ chồng, tiền nước tiền mẹ chồng, xài tiền riêng. Đi chợ có gì thiếu tiền xin mẹ chồng. Cả ABC đều là mẹ chồng hết đúng không? Mẹ hết. Trời, mẹ hết luôn.